Xin chào tất cả anh em nhé. Ngày hôm nay thì bên máy móc Minh Trí xin phép được giới thiệu cho anh em một trong những cái mẫu sản phẩm mà bên máy móc Minh Trí đang phân phối. Đây chính là hộp đựng đồ nghề chống sốc của thương hiệu Yato với mã là IT08906. Và anh em có thể thấy là sản phẩm đang được bọc túi ni lông rất là chắc chắn, sản phẩm còn mới 100%. Và bây giờ tôi sẽ đập hộp cái mẫu sản phẩm này cho anh em xem. Đây là một trong số những cái dòng sản phẩm. Wow. Đến từ thương hiệu của Yato. Rất là chi tiết. Trước tiên thì chúng ta đi qua vào cái bên ngoài của sản phẩm trước. Thì anh em có thể thấy là đây, sản phẩm thì được làm bằng nhựa chắc chắn. Và mặt trước của sản phẩm có in, không phải có in mà có dán cái tờ là thương hiệu của Yato. Còn ở mặt sau thì nhà sản xuất có in cái thương hiệu cũng là dán thôi anh em, IT08906. Thì giá của sản phẩm này bên hãng đang bán là 1,7 triệu anh em nhé. Ở đây thì tôi có cả mã vạch đầy đủ để cho anh em chúng ta check. Không biết là anh em có nhìn được chi tiết không ạ? Rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ đi sâu vào trong sản phẩm về các cái thông số để xem là nhà sản xuất quảng cáo như thế nào nhé. Rồi, bản thân tôi thì tôi cũng chưa mấy khi sử dụng cái dòng sản phẩm của Yato về những cái hộp đựng đồ nghề đâu anh em. Nhưng mà hôm nay đây là sản phẩm đầu tiên mà của thương hiệu Yato mà tôi sử dụng. Rồi, ở đây có 4 cái khóa, 1, 2, 3, 4. Đó, thì cái hộp đựng đồ nghề chống sốc này có 4 cái khóa mà chúng ta thao tác rất là dễ dàng nhá. Đẩy vào này, mở ra này, đẩy vào này, mở ra rất là tiện anh em nhá. Rồi, wow. Ở bên trong của sản phẩm thì phần này được bọc bằng lớp mút. Anh em có thể thấy là lớp mút rất là dày dặn. Đó, lớp mút ở bên trên này đúng là chống sốc rồi anh em ạ. Ở dưới này thì sao ạ? Ở dưới này thì cũng có thêm một cái lớp mút rất là dày anh em ạ. Đúng là hộp đựng đồ nghề chống sốc quá khác. Và đặc biệt là tiếp tục ở dưới này lại có thêm một cái lớp mút nữa. Uầy, như vậy là hai lớp mút anh em ạ. Và tiếp tục lại có thêm một cái lớp mút nữa. Như vậy là cái hộp đựng đồ nghề chống sốc này có 3 cái lớp mút. 1 này, 2 này, 3. Và cái lớp mút thì được làm rất là dày dặn và mềm, đảm bảo cho cái quá trình chống sốc của anh em đựng đồ nghề là rất là ok anh em nhé. Đó, có 3 lớp mút chống sốc. Ở trên này cũng có một cái lớp mút chống sốc và tạo những cái đường vân sóng. Những cái đường vân này thì nó có trách nhiệm là giữ cái sản phẩm của anh em ở trong cái hộp đồ nghề này nó được chắc chắn, cố định ở cái vị trí mà anh em chúng ta mong muốn. Rồi, để tôi xem lời giới thiệu của nhà sản xuất như thế nào về cái mẫu sản phẩm này anh em nhé. Sản phẩm này là một lựa chọn hoàn hảo cho những người làm việc về lĩnh vực sửa chữa máy móc hoặc thường xuyên sửa chữa các thiết bị điện trong nhà. Ồ, ok. Sản phẩm được thiết kế đảm bảo an toàn và bảo vệ công cụ thiết bị của bạn trong quá trình vận chuyển lưu trữ. Cái điều này thì tôi công nhận nha. Hộp có một hệ thống cân bằng áp suất trong quá trình vận chuyển. Đấy, ok. Phù hợp với các ổ khóa. Thiết kế dễ dàng đóng kín với ổ khóa. Ổ khóa thì chắc là cái khu vực này rồi. Đó, chúng ta có thể là khóa ở cái khu vực này, các bạn chúng ta hoàn toàn có thể khóa an toàn nhé. Sử dụng đa dạng, hộp thích hợp cho nhiều mục đích, ví dụ như là các công cụ, thiết bị cơ khí, mà còn cho các món đồ quý báu khác như thiết bị chụp ảnh, thiết bị đo đạc. Ồ, như vậy thì sản phẩm này rất là đa năng anh em nhé. Sản phẩm mang lại tính tiện lợi và bảo vệ tối ưu cho công cụ thiết bị của bạn. Và đây là một phụ kiện quan trọng giúp bạn tổ chức không gian làm việc một cách hiệu quả và đảm bảo đầu tư. Ok. Sản phẩm có nhiều phiên bản. Thì ở đây tôi có các phiên bản. Ví dụ như là phiên bản này đang là mã là 569 x 425 và x 215. Ngoài ra thì ở đây chúng tôi có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái kích thước. Thì để tôi đọc từng cái kích thước cho anh em nhé. Ok, thì để tôi đóng vào. Cái hộp đựng đồ nghề chống sốc này nó sẽ có 5 phiên bản. Phiên bản đầu tiên thì là IT08900. Thì cái sản phẩm này nó sẽ rơi vào tầm là 232 nhân với cả 192 nhân 111 anh em nhé. Đấy.
Sản phẩm tiếp theo là IT08901 thì nó kích thước là 270 x 240 và x 124. Tiếp đến là cái loại kích thước là 08902 là mã của sản phẩm với kích thước là 339 x 295 x 152. Tiếp đến là kích thước của sản phẩm IT08903 với kích thước là 406 x 330 và x 174mm. Rồi, chúng ta tiếp đến với mẫu sản phẩm thứ tư là IT08904 470 x 357 và x 176. Và cuối cùng là cái mẫu sản phẩm ở trên tay tôi đây, chính là sản phẩm 569 x 425 và x 215. Sản phẩm này thì bên ngoài rất là dày và chắc chắn, được làm từ nhựa của China và công nghệ xuất khẩu sang Ba Lan. Mã sản phẩm này là IT08906 do thương hiệu của Zato sản xuất, với mã đang được giao bán ở trên thị trường là 1,7 triệu anh em nhé. Thì sản phẩm này thì cũng đã có khách hàng đặt hàng rồi, tuy nhiên thì tôi sẽ review qua cho anh em trước khi là tôi giao đến cho khách hàng. Anh em có thể thấy là sản phẩm vô cùng chắc chắn, tiện lợi với 4 cái móc khóa và các cái kích thước bên trong. Ngoài ra thì có thêm cả khóa ở cái khu vực này đây, chúng ta hoàn toàn có thể khóa ở cái khu vực này và có tay sách rất là tiện lợi. Sản phẩm này thì cá nhân tôi đánh giá là tôi làm nghề thì tôi thấy sản phẩm của Zato thì ok, chất lượng, giá thì cũng khá là được, ở mức tầm trung. Thì nếu như các bạn nào có nhu cầu sử dụng những cái mẫu sản phẩm mà hộp đựng đồ nghề mà có yêu cầu chống sốc thì bên máy móc Minh Trí có đầy đủ các cái kích thước để cho anh em chúng ta sử dụng anh em nhé. Sản phẩm này cho anh em xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn. Đến nơi chúng ta test hàng vô tư, xem hàng, xem đúng như quảng cáo thì anh em nhận. Còn nếu như không đúng như trong quảng cáo, anh em hoàn toàn có thể giả lại cho bên mình anh em nhé. Đó thì vừa rồi tôi cũng đã review khá là cơ bản về cái hộp đựng đồ nghề này rồi, của thương hiệu Zato, và các cái mã của sản phẩm cũng như là kích thước. Anh em nào kết cái mẫu sản phẩm này, các bạn có thể nhấc máy và alo cho bên mình. Thì bên mình đã để một cái đường link ở bên dưới, có đầy đủ kích thước này, video này, hình ảnh này, bài viết này và cả giá ở trong đấy. Anh em muốn chọn cái loại sản phẩm nào, chúng ta chỉ cần kích vào cái bài viết mà tôi đã ghim ở trong cái phần comment cũng như là trong phần giới thiệu nội dung bài viết của bên máy móc Minh Trí. Cảm ơn anh em đã xem video nhé, và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Mọi chi tiết đặt hàng anh em có thể liên hệ với cả bên mình qua website là maymocminhchi.com hoặc là minhchimaymoc.com. Các cái trang thương mại điện tử như là Shopee, Sendor, Lazada, Fanpage cũng như là YouTube của bên mình là Máy Móc Minh Trí, thì mình sẽ để những cái link liên hệ ở ngay dưới phần video cũng như là bài viết sản phẩm để cho anh em chúng ta thuận tiện liên hệ đặt hàng. Ngoài ra thì Zalo của bên Máy Móc Minh Trí là 0915 498 666 hoặc là 0978 390 231. Các bạn có thể liên hệ để hỏi về lịch trình của sản phẩm cũng như là hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Ngoài ra thì bên mình có để thêm một cái link QR Zalo OA ở bên góc phải màn hình để cho anh em chúng ta phòng trường hợp nếu mà không liên lạc được các cái kênh chăm sóc khách hàng của bên Máy Móc Minh Trí, thì các bạn có thể là quét cái mã Zalo QR OA để đến với nhân viên chăm sóc khách hàng một cách nhanh nhất. Các cái dòng sản phẩm của bên Máy Móc Minh Trí thì đều được bảo hành đầy đủ theo các cái chế độ hậu mãi của đại lý, và sản phẩm thì ship hàng toàn quốc, đến nơi anh em chúng ta xem hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền tại nhà luôn để cho anh em hoàn toàn yên tâm nhé. Và cuối cùng, một cái thông tin mà anh em chúng ta cần phải lưu ý, đấy chính là các cái dòng sản phẩm của bên mình khi update giá ở trên YouTube hoặc là trên các cái ảnh của sản phẩm thì giá có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm. Cái giá thay đổi này nó đến từ rất là nhiều yếu tố, có thể là do lạm phát, hoặc là có thể là do chi phí vận chuyển tăng lên, hoặc là do đại lý tăng giá hoặc là giảm giá. Thì để chi tiết nhất, các bạn có thể là ép Zalo hoặc là liên hệ với cả các cái link chăm sóc khách hàng của bên mình để hỏi về bảng giá chi tiết anh em nhé. Cảm ơn anh em đã luôn ủng hộ Máy Móc Minh Trí, và hẹn gặp lại anh em ở trong những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo nhé.